ngày mít mít lộn mày ơi. Con này anh hứa luôn, trận này là không có phế nữa. Nói thiệt, trận này là 1-15, 2-15-1. Đó, mình nói là con nào, con, trời ơi, đưa thiền à, đưa thiền khó chịu nha. Đắm mất giáp là một cái à. Chút. Trời ơi, chút. Bè nó chặn hết cái tôi lại, con lính này khó chịu. Làm gì vậy? Thằng kia nói gì? Đấy đi em, cái to lên em. Có điều thì nó bắt nó ra. Ê, thì chạy dưới kìa. Chị. Quýnh lộn không? Chán mấy quýnh lộn này, chán mấy mình lỗ không mà không có lời gì hết á. Đánh mấy mình lỗ không à. Ý! Bè mẹ. Anh em thấy gì cho anh em đi kính vô nha anh em ơi. Lấy kính đi, kính vô đi. Chú cây hoa niên này nó hơi bị tôi hơi cay đó rồi đó. Màu xanh đó. Mình không có ở trên đây được nữa, mình phải đi ganh thôi. Mình phế lắm rồi. Mấy ông tin không? Mấy ông tin là tôi chơi từ cái hồi mày cũng thanh, mày tham ban win không? Nó không có tin là tôi chơi được cái hồn con tham ban win mà gạt tôi mới 45 con tướng chứ 45 trang phục, mấy ông tin không? Tôi chơi từ hồi mà có con tham ban win luôn á. Họ nó mười mấy tôi không biết. Thấy ghê không? Cho tôi mùa 2 á. Mẹ cái hạt con Thao Ban Vinh đó là khác. Cái nó bị rip rồi. Hồi đó tôi chưa biết làm hacker. Tôi chưa biết làm hacker như Facebook. Tôi bị rip. Mới làm hacker mà tôi chưa có biết, tôi chưa có hiểu về cái Facebook nó bị cách mà mở hạt Facebook. Nên tôi mất cái hạt đó, mất cái con Thanh đó. Rồi tôi có cái con gì Ban Vinh nữa đó. Nói chung là tôi chơi từ lâu rồi. Cho hồi cái hồi mà cái meta mà cái mơ te mẹ, cái cây đao này nè, cái cây này nè, cái cây quỷ kiếm này nè, cái mơ te mày lúc nào cũng là quỷ kiếm đầu tiên đầu game hết á, cái mơ te đó đó, cái mơ te mày hồi chưa có chí mạng đó, lâu lắm rồi. Bán không mày? Bán không, bán lộn không? Chạy đâu xuống ghê. Bạn ơi đi mời. Còn ông kia ông đánh cầu mà ông bỏ ông tay trong đó nó mất cái ấy rồi. Có liền mà chơi luôn, có sợ gì. Tại khi mình gáy sớm tìm cà phê nè. Gai khác chịu. Tao về kẻ rồi đó con, tao khó chịu lắm đó. Bị gáy hiểu không? Thua nữa rồi đó, cái màu này thua nữa rồi đó. Con lính này sao nó không gheo mà nó ở đây không vậy ta? Ồ,
không nè, cho không em ơi. Rồi em một lát rồi đó, lát khóe rồi đó. Trời ơi, tóc biết đâu gì em. Anh thấy anh ngu em, anh thấy còn em ảo anh nữa. Mẹ đòi giờ có tóc biến nè, mình thấy mình ông Tây đang ngu rồi, mình nhìn tóc biến nó mới thấy đập mặt qua tường nó mới nhục. Giống hàng về chơi nhau với hàng về tấu hài. Mẹ con cây vanilla này đẩy vô trong này là bắn lỗ đầu luôn rồi, đơm luôn rồi. Kevin đang bụi trong đây nè, nó đang đây mi luôn mẹ. Kevin lên đi em, cút. Ôi ôi, tôi biết nó cam trong bụi mà. Tôi biết nó cam trong bụi mà. Em nó que game, hello nè em, hello nè em, hello nè em, chơi luôn em, chơi luôn em, đừng chạy em, chơi luôn em. Ây mày đâu tao mẹ mày, tao khó chịu nữa. Chết rồi, trời ơi trời. Tụi mày nó hát map sao vậy ta. Về mày ngu. Này giống về mày ngu thôi anh em. Về kẻ rồi, tao nói rồi, tôi giờ sắp về. Tao không còn ở tuổi 15, 16 nữa, tao kim hay được nữa. Bây giờ tay chân nó đã rung rồi. Rồi ôi, chết ở đây rồi, chết ở đây rồi. Nó đơm banh thằng kia luôn rồi. Tối rồi mẹ, lắc lắm, tôi coi thử. Mẹ, cái gì nó khó chịu thiệt chứ. Đang đọc chat mình thiệt á, đang đọc chat anh em mà, đúng thiệt cho anh em luôn á, tôi đang đọc chat. Tôi đang đọc chat anh em, mày đậu xanh á, sao nó lại như vậy. Tôi đang nhìn điện thoại bên kia, tôi nhìn anh em nói cái gì. Tôi mới nhìn nó lại, nó đơm tôi rồi, đóng băng tôi lại rồi. Thì con tim tôi nó đau đớn á. Tôi đâu có cố ý đâu. Tôi vô tình thôi. Vô tình hay cố ý. Bắn đi em ơi, anh tin em. Anh tin em, bắn đi em. Bắn hết cho anh. Lên ăn combo cho thằng cầm quay ra đi luôn nè. Rồi luôn em. Cái sọ nè hết. Hộ chơi đi em, chơi cho anh em ơi. Rồi, thua. Nhìn cho nó xuông. Kem vanilla này phải đơm nó trước à. Đồ của mình yếu quá, mình yếu đồ, mình yếu tiền quá, mình có 4.000 à. Tiền của mình á, thì nó lại như thế này. Cô em biết là lên đồ tăng đây nè, lên đồ kháng phép đây nè. Lên cái dương, ủa đồ SP đâu. Ủa rồi cũng đi, rồi em đi sờ bò em, đồ SP em. Em lên này, em lên đồ phụ trợ cho team với em lên vậy là chết rồi, hiện cho team mình nó thọt. Em đi SP mẹ em lên phụ trợ em. Trời ơi, mày vậy. Trời ơi, SP nó tăng trên một lượng mana. Mẹ em không đi em. Rồi, Weimer là em. Lên đồ hỗ trợ đi em. Con chó, tao đé lên cái nó chết đi rồi mà giết tao. Mày sốc dơ quá Kevinny ơi. Tao giết thằng ngộ không đi. Tao đơn ngộ không chết đi rồi mày giết tao cũng được. Mày ép cái tao gì. Không có server ngu. Mày là server, cứ đi server. Ít đi server, chưa có biết. Chứ ngu cái gì. Tôi mới gọi là ngu nè. Chơi ra. Bình tĩnh thôi em, im lặng mà chơi luôn. Tôi im lặng ré cho anh em coi nè. Thì con em nó ghét kinh lắm. Cái bên đây này, qua đây. Rồi màn chốc xong màn ngủ không ơi, mày chạy đâu. Chạy
chạy cái bè nội mày chạy. Tao nói xong mà xong mẹ mày đứng đó là mày đi luôn phải không à? Cái gì hay rồi đó, lên sách di hồn rồi đó, nó hút máu kinh cỡ đó luôn, em hiểu cỡ nào nữa. Em ơi, để anh đi chợ bò mới vui. Ghe khó chịu. Ôi bạn ơi, mình biết ghe, bạn kêu mình không khó chịu bạn. Đánh ghe là phải khó chịu chứ. Đánh ghe là phải tìm cái con tướng nào cần thiết, sóc đam chứ đánh phải đơn đơn được. Ghe này không 11, 13 đó, không ghe bình thường đâu, giờ nấp bụi nè. Giờ cái bên kia lấy lỗ đầu đó liền. Ghe đây con. Nào ghe đây. Đó, người đây. Người đây mày ăn lính hồ tao cái. Ừ, người đây. Đậu xanh mày ghi mày đâu thua, tao vẫn chứng minh được là tao là một biết ghe. Nói người bình thường. Qua đây chơi luôn em ơi. Trời ơi. Ui. gãy lên thằng trần sao phải cấm ghê. Trời ơi là trời, tôi ngu kìa. Gì đây em ơi, gì em ơi, nó khiên tôi câu fit nữa kìa. Không em anh biết cái đó em. Gì đó sao anh biết? Ồ, ghê đế cỡ đó rồi. Em thấy đế hay chưa? Nếu đế thấy đế hay đừng quên để lại một đăng ký kênh, một like nha anh em. Đế đó, đế hot sức của tôi rồi đó. Thiệt, đế cỡ đó, đế quá đẹp rồi. Tôi combo, tôi tìm thằng Joker, thằng Capitodom trước nè. Để cho mấy này nó đi trước đi, mấy kia nó sẽ đi sau. Có vị con ngộ không nó cũng có mạnh lắm. Nó mới cá 6 đồ, nó có 2 đồ rưỡi thôi, mấy kia nó 4 đồ đó rồi. Mình tìm con tướng đó mình đơm cũng được, không sao. Đang kinh công nè, quen công cho chấp kinh công nè. Đang công mình gãy đó. Nè, con mít nè. Câu nè. Quên luôn. Tập này em đang công cái quỳ đó, đó lên. Trời ơi, Kevin đi nó non. Vô nè. Đi về. Trời ơi, hai thằng đứng chung à. Trời ơi, hai thằng ngu. Hai mày ngu chưa, bắt ta làm cái gì? Trời ơi, làm con phe đi hai thằng, win luôn game. Trời ơi, Kefany với con dốc cơ mà chết, team này còn cái gì nữa mà chơi. Team bạn. Ê, nó ghen nó kìa. Thôi ui. Anh em thấy gì chưa? Ngáo ngáo ngơ ngơ, nhưng mà nhiều khi phe cũng có nhiều phe đẹp chứ.